Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh tin tức Showbiz Việt Nam. Kính chúc quý khán giả có những giây phút trải nghiệm thật tuyệt vời bên chúng tôi. Phát hiện hai vợ chồng tử vong, trên người có nhiều thương tích. Cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đang tiến hành điều tra vụ việc phát hiện hai vợ chồng tử vong tại nhà riêng, trên người có nhiều vết thương tích. Theo báo chí, vào trưa ngày 7 tháng 10, thông tin từ Ủy ban Nhân dân xã Hà Bắc, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa cho biết, vào rạng sáng ngày 7 tháng 10, người dân thôn Đà Sơn, xã Bắc Hà phát hiện một đôi vợ chồng đã tử vong tại nhà riêng với nhiều vết thương tích trên cơ thể. Cụ thể, thông tin từ báo chí, sự việc được người dân thôn Đà Sơn, xã Hà Bắc, huyện Hà Trung phát hiện vào khoảng 6 giờ 30 ngày 7 tháng 10. Hai nạn nhân là vợ chồng ông Tống Duy L, 70 tuổi và vợ là Cù Thị Tê, 67 tuổi được phát hiện chết ngoài sân, có nhiều vết thương trên người. Hai nạn nhân có nhiều thương tích, quanh nhà có nhiều vệt máu nên rất có thể đã xảy ra một vụ án mạng. Một điều tra viên công an cho hay, hiện trường là căn nhà cấp 4, 3 gian đã cũ, không tường bao quanh. Hàng xóm cho hay vào rạng sáng nay nghe tiếng động lạ phát ra từ nơi ở của vợ chồng ông S. Theo chính quyền địa phương, vợ chồng ông Nguyễn gia cảnh rất khó khăn, 6 người con đều lập nghiệp ở xa, chỉ có hai ông bà ở nhà. Vụ việc đang được tiếp tục cơ quan công an điều tra làm rõ. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.